Tôi là Nghĩa, hiện tại đang là phụ trách bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Thăng Long tại địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay thì tôi xin phép chia sẻ đến quý vị và các bạn một trong những chiếc xe mà đang bán chạy nhất tại Việt Nam, không chỉ trong năm vừa rồi, tháng vừa rồi mà thậm chí là nó đã thành tên tuổi của làng xe trong suốt những năm vừa qua, đó chính là Toyota Innova. Và hiện tại thì tôi đang có mặt trong chiếc Toyota Innova G. Đây là phiên bản số tự động và có thể coi là phiên bản Innova G giá rẻ nhất của dòng Innova tại Việt Nam, với giá bán niêm yết là 817 triệu. Các bạn có thể quan sát, đây là toàn bộ khoang nội thất của chiếc xe. Xe được trang bị 3 hàng ghế với 8 chỗ ngồi. Cơ cấu bố trí chỗ ngồi sẽ là 2 chỗ phía trước này, 3 chỗ ngồi hàng ghế thứ 2 và 3 chỗ ngồi hàng ghế thứ 3. Nó hơi khác một chút so với những chiếc xe 7 chỗ. Và trên thực tế thì chiếc Innova G này á, các bạn có thể chuyên chở tối đa là 8 người, theo đúng đăng ký đăng kiểm là 8 chỗ ngồi. Các bạn quan sát giúp tôi này, trần xe rất là cao và thoáng. Điều này thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái không gian, không khí rất là ổn. Cùng với đó là hệ thống điều hòa hai dàn lạnh. Tất cả các vị trí ghế ngồi, tất cả các hàng ghế đều được trang bị cửa gió, điều hòa. Đó, chúng ta sẽ cùng quan sát một chút xung quanh. Và đây chính là cabin chính của chiếc xe này. Đầu tiên, đây chính là cái vô lăng của chúng ta này. Bọc da, mạ bạc, ba chấu, rất là đẹp các bạn ạ. Đó, xe được trang bị đầy đủ tất cả các nút bấm trên vô lăng. Chuyển số, chuyển bài âm lượng này, nghe gọi này. Thậm chí là cả ra lệnh bằng giọng nói. Tuy nhiên thì tính năng này sẽ không hoạt động tốt ở Việt Nam do ngôn ngữ tiếng Việt chưa được hỗ trợ nhiều. Đây là vô lăng. Và đây là cái cụm đồng hồ. Chúng ta sẽ cùng khởi động điện nhé. Có một chia sẻ với các bạn này. Hiện tại xe vẫn đang sử dụng chìa cơ thôi, không phải nút bấm khởi động thông minh. Tôi sẽ khởi động điện cho các bạn theo dõi. Đó, cụm đồng hồ Optitron siêu sáng rất là đẹp. Ở ngoài thì sáng lắm đó các bạn, nhưng do cái điện thoại này của tôi nó hơi mờ một chút, camera chất lượng nó không ổn định. Các bạn ủng hộ tôi sẽ bán được nhiều hàng hơn, và dĩ nhiên là lúc đó thì tôi sẽ có trang bị những cái thiết bị mà có thể quay nét hơn để phục vụ cho các bạn. Cụm đồng hồ chia rõ làm hai vùng riêng biệt, đó chính là vòng tua động cơ và bên này là vận tốc. Ở chính giữa đó là màn hình hiển thị đa thông tin TFT. Sang bên phải tôi đây chính là hệ thống người ta gọi là nghe nhìn trên xe. Đầu DVD 7 inch theo xe nhá bạn nhá, theo xe này. Đó, có đầy đủ tất cả các kết nối, thậm chí cả Bluetooth. Chỉ duy nhất đó là chế độ dẫn đường thì không có, GPS không có. Điều hòa tự động với hai dàn lạnh và đủ tất cả các cửa gió điều hòa. Xe được trang bị hai chế độ lái Eco Power, cùng với đó là đây nút màu đỏ, nút màu vàng này các bạn hay hỏi này. Nó chính là cái tắt túi khí của hành khách phía trước. Tại sao lại tắt túi khí? Tại vì cái lực bung của túi khí này rất là mạnh và nó gây nguy hiểm cho trẻ con, trẻ em dưới 7 tuổi. Thì các bạn lưu ý, nếu nhà có trẻ nhỏ thì các bạn không nên cho trẻ ngồi hàng ghế thứ nhất. Hoặc nếu mà có thì chúng ta cũng phải tắt cái túi khí này đi. Tắt túi khí bằng cách là dùng chìa khóa này. Đó, các bạn mở cửa ra. Phía dưới cái gương kia sẽ có cái vị trí tắt túi khí. Các bạn cắm chìa khóa vào và xoay. Innova G được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Khá là tiên tiến. Tiêu thụ thì chỉ khoảng tầm 9 lít, 10 lít cho 100 km thôi. Các chi tiết khác cũng khá là chỉn chu. Ví dụ như đây chính là hệ thống vân gỗ này, ốp vân gỗ này. Các đường chỉ mạ bạc chạy quanh xe. Đó. Gương chiếu hậu thì chỉnh điện này, cụp điện này. Toàn bộ bốn cửa kính là tự động hết. Innova thì thật sự ra không được đánh giá cao về cái khả năng gọi là tiện nghi đồ chơi. Thế nhưng mà những cái giá trị thực dụng mà Innova mang lại thì rất là tốt. Thoải mái, rộng rãi này, tiết kiệm, bền bỉ. Giá trị bán lại cao, dễ bảo dưỡng, sửa chữa. Nói chung Innova này, cái phiên bản G này thì khá là được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các gia đình. Đó, gia đình mà đông người chúng ta chạy Innova, thậm chí nhiều người đánh giá nó còn thoáng hơn Fortuner rất nhiều đó. Và thực tế thì đúng là như vậy. Innova E thì sẽ được nhiều khách hàng mà kinh doanh vận tải cũng như taxi người ta lựa chọn, do những cái tính năng mà di chuyển nhiều các thứ thì nó khá là tốt.
Đó, các bạn quan sát này. Hiện tại cái phiên bản Innova G này thì chúng tôi đang bán với mức niêm yết là 817 triệu, đi kèm chương trình khuyến mại từ 30 đến 35 triệu tùy thời điểm. Và ngay trong tháng 5 này thì chúng ta sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí khi mà mua xe Innova, cái bản Innova G số tự động này. Toyota Thăng Long chúng tôi thì cũng có hỗ trợ trả góp lên đến 80%, 90% giá trị xe. Thì các bạn có nhu cầu tìm hiểu có thể liên hệ với tôi là Nghĩa, số điện thoại của tôi là 0971054888. Tôi sẽ tư vấn cho quý vị các bạn 24/7 luôn, bất kỳ lúc nào mà quý vị các bạn cần. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập vui vẻ. Xin cảm ơn ạ.